Rồi. Ở cao này 3 mét. Hôm trước có rái rồi, nó báo rồi năm sau. Cũng là có được còn lại một ít thì là nó không ấy, thì là loại ra thì cho nó lên, cho nên bịch. Cây bé quá là nó không ấy đâu, phải 1.7 1.10. Không rồi anh lại khoanh hết cả. Hôm trước thằng kia nó đếm bao nhiêu nhỉ? Đức đợt đi nó đếm bao nhiêu nhỉ? Pháp nhỉ? Đợt đi thằng Đức nó đếm bao nhiêu nhỉ? Đấy, vít mà lại. Thôi bây giờ tôi làm cái làm lại về cái chủ đề nông nghiệp thôi. Nên thời gian vừa rồi câu like câu liếc mệt lắm. Đấy, mít mà lại. Nói chung là nó lấy cũng mấy trăm cây. Tháng 11 nó mới đánh. Úi. Cao như con này hơn 2 mét. Như con này thì 2m7, con này thì hơn 3m. Gốc nó tầm này là gốc nó tầm 3/2. Tán rất to. Đây này. Con này kinh nhỉ. Ở đi lấy của thằng bạn là 1.300 đấy. Ô. Con này phải 4 phân 5 phân. Nè. Đây từ mắt ghép này. Con này vanh 15 rồi. Này chỗ này cũng phải tầm 3 phân rồi. Cây bé này thì thôi để. Cây bé này thôi đến tháng 11 thì cho lên bịch. 500 cây, xem là tí nó về xem là thằng này nó lấy bao nhiêu để còn biết mà nhận. Đây cái chỗ này bây giờ hôm qua tôi mới biết là không phải là cứ cắt mắt như cái. Ui đi vợ con này kinh không. Con này cao trên 3 mét. Gốc con này này. Vanh 16. Toát thần 40. Mẹ con này nó bình thường 1.000.000. Ôi dữ dẩn thật. Ôi đừng nào cũng nọt sàng xuống đia. Cũng là em mình. Nó có con to thật. Gió bọn này lấy cái gốc này. Nó mát lửa găng tay ấy. Cảnh này mới to tí là nó xí đôi. Đấy. Hôm qua mới biết là phải khoanh nhá. Tư tưởng là cứ cắt ra như bọn kia. Khoanh cho nó bớt nhựa đi. Nó nhiều nhựa quá. Cứ tưởng là cứ cắt như bọn kia nhưng mà khoanh kiểu bằng bằng này giống này nó còn dài, nhãn thì khoanh nó mới dễ. Ở mình thì ghép miền Bắc ghép hơi khó. Thế thì nó mới trong kia nó mới có giá chứ nếu mà ghép được hình nhãn ở ngoài này thì còn trong Nam bán trong quần mà Tây. Làm thế này, thằng này nó còn yếu đuốn ở đây này. Vào ra nhìn thấy cây ở ngoài đầu kia cây to quá tiếc.
ngay đầu này này, đầu lán này này. Tao thì có để ý đéo đâu. Xuống nhìn cây to thế là bảo bán cái giá thì rẻ quá. Giờ năm nay nó mít mà lai bên kia kia nó đang đắt. Cây con đang bốn mấy. Nó đợt mình ấy về nó có 35. Bây giờ năm nay bốn mấy, tại vì nó kiểu nó Covid đi. Thế là dân bên ý nó kiểu nó ấy thế là nó không làm được, chết bẹ hết. Mấy tháng liền. Tất cả các loại cây giống đều là khan, năm nay đều khan, giá lại cao. Nhưng mà thôi thì bán cho thằng Luân thì thôi, anh em thì thôi. Nhưng mà có mỗi cái là cái mít này nó ghê, là tại vì là ấy là nó không đánh được quanh năm. Thế là ghê nhất cái loại này, nó cũng đang túng thiếu. Vâng, vẫn còn mà, vẫn còn những cái loại kia chắc là thôi thì thằng này để tao xem ra về thằng Luân nó lấy bao nhiêu thì hôm trước thằng Đức nó bảo bao nhiêu ấy rồi thì hôm mai bảo nó xuống không để tí nữa quả. 450 thôi đấy, cây biểu bằng nhau đấy, còn gì nữa. Mẹ này thì là 1.300 đấy. Về 1.300.